Nó chạy ra ráp thôi chứ còn ráp rồi có lên, nó lên trên đấy thì nó nằm trên đấy thì có vẫn tụt à, hôm qua lên cao hết rồi mà cuối cùng vẫn tụt. Con của hai thằng cu mẹ nó lên 3-4 lần có được đâu, cuối cùng tụt. Con ông dự bơm 300, hơn 300 rồi mà cuối cùng về sau vẫn tụt. 500 mét còn tụt mà. Ờ, nó tụt à. Chờ chút xíu kéo trắng. Lên được nửa tiếng kéo rồi buồn rồi đúng không? Nó không phê đúng không? Này gió rất đẹp à. Này gió đẹp lắm. Chẳng thủ ráp thì... Gió nay không chơi thì chơi gió nào. Chơi thì đốt nhiều đi. Táp con chim mồi lên đi, cho lên mồi để đăng lên cho nó. Năm qua thì lúc 2 giờ mấy 3 giờ thì chó đẹp lắm, 3 giờ. Sau rồi tụt. Gió đẹp lắm. Nay gió rất đẹp luôn. Em tên gì mà em chưa biết tên đâu. Thành Thanh. À, cái gọi YouTuber biết không có tên. Có tên nào chả được. Miễn sao gọi mọi người, người ta quay đầu rồi nên... gọi mà không quay đầu ấy là không đúng tên, gọi là quay đầu là được rồi. Cái này cọc nằm dưới hả? Rồi chuẩn bị rất đẹp nhá, nay gió rất đẹp, chuẩn bị lên một con diều sáo mồi. Bởi vì đăng này đây kéo chài thì mấy tay mà nghiện nhân thì người ta mới thấy rồi mới chạy ra. Mồi nó mới ra gần chưa giờ. Chưa có mồi, chưa có ra được. Rồi, đang ráp ông sáo vô. Rồi, sắp công đoạn khống sáo rồi, chuẩn bị cho bay nha. Đây, cuộn dây đây. Dây này 500 mét. Tháng này, tuần này, 10 ngày nay chưa được quay. Xe ra phơi dây. Phơi dây cho bay nhá. Hay trời gió rất đẹp luôn. Căng chỉnh dây đuôi. Đây, căng chỉnh dây đuôi. Rồi, chuẩn bị ra bãi đâm diều nhá. Ôi, căng đét luôn.
Nay trời trời rất đẹp luôn nha. Gió đang báo 21 nha các bạn nha. Rất nét luôn. Đang xả dây ạ. Rồi lên. Rồi đang bơm dây nha, bơm hết tốc độ luôn. Gió rất đẹp. Đấy. Bơm chạy như là bắn xe luôn. Quá đã luôn. Rồi đang bơm đó. Ôi phải ngồi xuống kéo, không có nó lôi đi luôn. Đấy. Mùa này mà tháng này tháng 9 mà gió kiểu này. Gió này gió ông mà đông nam à? Gió Tây hả? Thường là Tây Nam mà. Rồi trên bầu trời chúng ta đang có hai con. Đây một con này. Đấy, hai con. Rồi, đang cho nó cất lên nha. Căng lắm. Căng lắm. Rồi, cột dây đã xong, căng đét. Rồi,